Video này được tài trợ bởi TrueSmart, và nếu anh em đã xem video này, bất kỳ ai có nhu cầu muốn sửa chữa điện thoại vỡ màn hình hay bất kể có vấn đề gì liên quan điện thoại mà muốn sửa chữa thì có thể tham khảo tại website truesmart.com.vn. Ra mắt vào tháng 3 năm 2016, tính đến nay thì chiếc SE vừa tròn 2 năm tuổi. Vào cái thời điểm ấy thì mọi người đã quá quen thuộc với iPhone 6 và iPhone 6S, quen với thân hình mềm mại, bo tròn các góc thì bùm, chiếc iPhone SE xuất hiện như một đấng cứu thế dành cho người hoài cổ. Đối với mình thì iPhone 4 và iPhone 4S luôn là một tượng đài về phong cách thiết kế của Apple và sẽ luôn là chiếc iPhone đẹp nhất. Nhưng iPhone 5S cũng không hề kém cạnh, với những kiểu dáng nó sexy nhưng vẫn rất cứng cáp. Và chiếc iPhone SE này thì đại khái nó chính là vỏ của chiếc iPhone 5S. Cầm lại chiếc máy này trên tay, mình cảm thấy thật mạnh mẽ với những cái góc cạnh cứng cáp và bóng bắn. Thêm vào đó là khả năng sử dụng bằng một tay dường như chưa bao giờ dễ như vậy. Đã rất lâu rồi mình mới dùng một chiếc smartphone mà mình có thể với đến mọi góc cạnh mà không cần thay đổi vị trí bàn tay. Thêm nữa, chính vì cái thân hình gọn gàng này mà mình sung sướng hơn rất nhiều mỗi khi nhét cái máy này vào túi quần. Chị em thì có thể không quan tâm mấy bởi vì có bao giờ mặc quần đâu, mà mặc quần thì cũng chắc gì đã nhét vào túi. Mà thay vào đó, 10 chị em thì 11 người có túi xách để đựng điện thoại rồi. Còn đối với đấng mày râu như các bạn đang xem video này, phần lớn các bạn đang xem video này, thì cái việc nhét cái máy này gọn gàng vào trong túi quần và không bị lòi ra mỗi khi di chuyển hay đút túi một chiếc máy nặng nề đến mức tụt quần thì đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Bạn đã bao giờ mặc quần đùi mà nhét cái điện thoại 6 inch vào túi quần chưa? Đấy là một thảm họa luôn. Và cái việc bạn vừa chạy tay vừa xách cặp quần là điều mình đã quá quen thuộc. Chưa kể là chẳng may không mặc xịt mà di chuyển mạnh mẽ quá là động vật có cánh nó bay tứ tung ngay. May mắn thay là chiếc iPhone SE khá nhẹ nên tình huống máy to, máy nặng kéo tụt quần đã không xảy ra. Thêm một đặc điểm nữa là ngay cả chiếc iPhone 10 cũng phải chào thua. Đó là cái này, cái nút Home kiêm cảm biến tay ở mặt trước. Nhờ cái nút Home này mà việc mở khóa và tương tác với giao diện iOS nó tiện hơn gấp hàng nghìn tỷ lần. Nhưng cũng phải lưu ý rằng cảm biến tay của SE nó là cảm biến đời cũ giống với iPhone 5S chứ không nhanh như iPhone 6S. Nhưng đây hoàn toàn không phải là vấn đề ngăn mình sử dụng chiếc máy này. Tiếp đến là về phần cứng thì với cái CPU Apple A9 và 2GB thì chiếc SE vẫn rất mượt cho năm 2018. Mình xin nhấn mạnh là rất mượt vì nó không phải gánh màn hình độ phân giải cao hay quá nhiều tính năng nặng nề như là phía Android. Vậy nên mọi tác vụ đều rất là mượt mà, các app mở là lên tức thì. Camera thọt là ra, nhấn là chụp. Nói chung là không hề có hiện tượng giật hay lag ở đây. Và chiếc SE này cũng đang chạy phiên bản iOS mới nhất và cũng gần như là mới 99%, nên là pin chưa hề chai. Mình test thử điểm AnTuTu thì vẫn đạt 125.000 điểm, rất là bá đạo. Nhưng cái vấn đề ở đây, chúng ta không có nhiều diện tích màn hình để tận dụng cái độ mượt của máy này. Chơi một số game cơ bản như kiểu là Enderman, Fruit Ninja thì ok. Nhưng giả sử các bạn chơi kiểu Rule of Survival hoặc chơi PUBG Mobile thì sẽ rất khó chơi, khi mà có nút bấm thì quá nhiều và màn hình thì quá nhỏ. Vậy nên là thời gian qua chiếc SE này nó trở thành một chiếc máy nghe gọi, nhắn tin, lướt Facebook của mình. Xinh xinh, nhỏ nhỏ, mang đi đâu cũng tiện. Thêm vào là thời lượng pin rất ấn tượng, đặc biệt là thời gian chờ qua một đêm 7-8 tiếng mà chỉ tụt có 2% pin. Và mình hoàn toàn có thể sử dụng chiếc máy này suốt một ngày dài. Tóm lại thì đây là một chiếc smartphone vẫn rất mạnh mẽ, thiết kế cao cấp, sang trọng nhưng nhỏ gọn và nhẹ nhàng. Mặc dù là chiếc SE màu rose gold mình đang dùng thì nó không có nam tính giống như mình, nhưng mà không sao. Những năm tháng dùng Android qua thì mình luôn ấn tượng với Sony khi họ hay sản xuất những dòng Z Mini, khi mà cấu hình vẫn mạnh mẽ nhưng lại hết sức nhỏ gọn. Và mình hy vọng rằng tương lai các hãng Android sẽ lại có những smartphone như thế. Nhưng hiện giờ thì chiếc máy trong túi quần mình sẽ luôn là chiếc iPhone SE này để nghe gọi và lướt Facebook cơ bản, và chiếc Galaxy Note FE hoặc chiếc Galaxy S9 để làm những thứ còn lại. Đây quả thật là một trải nghiệm thú vị khi quay trở lại với chiếc iPhone nhỏ xinh xinh này. Và các bạn thấy sao? Các bạn có ai còn đang dùng một iPhone màn hình 4 inch không? 5S hay là SE? Hay các smartphone nhỏ nhỏ xinh xinh nào khác và bạn cảm thấy thế nào? Hãy để lại bình luận ở bên dưới và đừng quên nhấn một like nếu thấy video thú vị. Dislike nếu thấy video nhảm và subscribe để sau này còn ném gạch các video khác của mình nhé. Các bạn có thể tham khảo giá hiện tại của iPhone SE tại website của Cybernet. Mình để link dưới phần mô tả video, hiện đang rẻ tuần quần. Mà cũng nhớ là tham gia group cộng đồng số trên Facebook để chúng ta cùng nhau chém gió nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại trong các video khác. Bye bye.